quá trời xe luôn. Ở đây thì mình đang có ba con Touring. Đây là con TRK 502 của Benelli nè. Còn con GS 1002. Con này là một cái con này con gì? Con này con gì? Ủa anh, con này của anh tên gì anh? À. Con này nè, con này tên gì? Stut 400 Bomber. Stut. Stut là của hãng gì anh? Honda. Honda. Dạ. Yeah, yeah. Bây giờ cứ nhớ tên con này hoài, quên hoài luôn. Một con R6N của Kawasaki R15. Một con CB500X. Cái CB này hình như là mới ra, mới được lăn bánh, mới được lấy được biển số luôn nè. Một con CB650R Nessino 500 Triumph Street Triple R CBR1000 Ninja 400 và thì con R15 nữa nè. Đây là xe này của mình. Rồi nhỏ xíu luôn. CB400 Super 4 và Ducati 795. Đó, quá trời luôn. Nhóm mình thì cũng không có đi bạo lực lắm, nhưng mà đi đông thì chắc sẽ vui, cực kỳ vui luôn. Thank you.
nhìn tới đây, hồi trước mình cũng được người ta cho mượn xe mới mê, cũng vì người ta mượn cho nên giờ mình muốn cho người khác mượn lại để cho tiếp lửa, tiếp speed, tiếp speed.